Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một thử thách hết sức đặc biệt. 24 giờ hóa thân thành một con chuột. Và đây là gia đình chuột mà tôi sẽ hóa thân vào. Nhưng không biết tôi sẽ trở thành thành viên nào đây. Được rồi, để tránh mất thời gian của mọi người, giải trí xong còn phải học bài, học bài xong còn phải nhắn tin với gái nữa, thì tôi sẽ bắt đầu con game này ngay lập tức. Hả? Các bạn ơi, hình như cái chế độ chơi này, tôi sẽ hóa thân thành một con chuột rất là nhỏ, nhỏ so với những cái con chuột bình thường. Đã vậy người của tôi màu trắng hồng nữa chứ. Nhìn kiểu tôi giống như là một con chuột bị yếu sinh lý vậy các bạn. Nhưng có vẻ không phải các bạn à. Chính xác hơn, tôi là một con chuột con. Trời đất ơi, đúng là như vậy rồi. Bây giờ tôi làm sao để lớn lên đây nhỉ? À, đằng kia có những cái túi thức ăn. Tôi tới đó ăn với những con chuột lớn vậy. Nhưng khi tôi tới gần thì những cái túi thức ăn này tôi không tài nào ăn được. Không lẽ trò chơi này bị lỗi? Hay là tôi nhỏ quá nên ăn những thức ăn này nó không tiêu hóa được? Hả? Các bạn nhìn phía trước kìa. Có hai con chuột con cũng trắng hồng giống như tôi. Nó đang núp tìm mẹ của nó. Không lẽ tôi cũng là con của con chuột mẹ này, chứ không phải tôi đẻ ra là bị mồ côi lẻ loi? Thôi, không suy nghĩ gì nhiều các bạn à. Có sữa bú, có sữa uống là hay lắm rồi. Tới đó phải núp ti thôi. Càng núp thì có một cái thanh thức ăn rất đặc biệt bên trái của tôi càng đầy. Và khi nó đầy rồi, bỗng nhưng một hiện tượng xảy ra. Ôi trời đất ơi, thì ra tôi đã lớn lên các bạn à. Hay quá, không lẽ tôi đã trở thành một con chuột trưởng thành rồi hay sao? Nhưng có vẻ như lông của tôi lại màu trắng, khác xa so với đồng loại của mình. Lúc này thì thanh thức ăn của tôi đã chuyển sang một loại khác, là loại bánh các bạn à. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng chạy tới chỗ mấy con chuột cái kia và dùng mỹ nam kế của tôi gạ tụi nó, để cho tụi nó cho tôi thức ăn ăn vậy. Nhưng có vẻ như không thành công các bạn à. Ôi trời đất ơi, vậy những cái thức ăn này tôi kiếm ở đâu mới được chứ? Ngó trái, ngó phải, ngó trên, ngó dưới, tôi cũng chẳng biết cách nào nữa. Nhưng lúc này tôi sử dụng cái não vô cùng phẳng của mình. Mặc dù thường ngày tôi đi học toàn 1 chứ 2 điểm không à, nhưng hôm nay tôi tự nhiên thông minh đột xuất. Tôi phát hiện ra một cánh cửa các bạn à. Tôi cũng nhanh chóng tung cánh cửa này và chạy vào bên trong đó. Ôi trời đất ơi, thì ra sau cánh cửa đó là một cái nhà rất lớn rất rộng. Wow. Hả? Đằng này tôi thấy được những cái bánh mà tôi cần ăn rồi. Trời đất ơi, bọn chúng còn ở trên cao nữa chứ. Tuy nhiên cũng không làm khó được tôi. Ủa, tiếng cười của ai vậy? Hả? Các bạn hãy nhìn phía trước kìa. Một cảnh tượng kinh hoàng. Một tên trai trẻ 20 mấy tuổi đang sờ soạn một bà già 50 mấy tuổi. Quỷ thần thiên địa ơi, không lẽ bà già kia là bà chủ của căn nhà này và đang ngoại tình với một tên trai trẻ hay sao? Đúng là thế giới của con người mà, thật phức tạp. Thôi, tôi cảm thấy làm chuột cũng rất là may mắn, đỡ phải suy nghĩ nhức đầu rồi. Được rồi, lúc này thì cái thanh thức ăn của tôi nó cũng đã đầy được một nửa. Nửa còn lại dường như là yêu cầu tôi phải ăn một thứ thịt gì đó. Được rồi, nhanh chóng ra ngoài tìm thứ thịt đó nào. Lúc này khi bước ra ngoài, đột nhiên tôi đã nghe thấy tiếng gào thét, tiếng tức giận và tiếng chặt phá của một ai đó. Kìa, một người đàn ông già đang cầm một cái dao và đâm túi bụi vào cái cây. Không lẽ ông ta chính là chồng của người phụ nữ già và đã phát hiện ra chuyện vợ mình ngoại tình nhưng không dám bắt ghen? Đúng là một tên đàn ông nhu nhược mà. Gặp tôi mà là ông ta thì bà vợ hồi nãy đã lên ngắm gà khó thân rồi. Nhưng thôi, bây giờ tôi là chuột, tôi phải đi lo cho chuyện bản thân của mình đã. Khoan, tôi vừa nhặt cái thứ gì vậy? Hả? Là một bộ dao găm. Nhưng tôi là chuột mà, tôi lấy dao để làm gì? Thật khó hiểu cái trò chơi này quá đi. Thôi được rồi, tôi sẽ nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài để xem thử có thứ thịt gì đó mà tôi có thể ăn được hay không. Sau đó thì tôi từ trong nhà và chạy ra cổng. Phía ngoài đường này là một con dốc. Thôi, tôi chạy xuống dốc đi cho nó dễ dàng. Hả? Trời đất ơi, là một con chó. Đừng có nói, nó sẽ lao tới cắn xé tôi nha. Thường ngày tôi mỏ thôi lắm, nói gì là chúc phúc cái đó à.
Hy vọng lần này sẽ không như thế. Không, nó đã cắn tôi thiệt các bạn à. Trời đất ơi, tôi vẫn không thoát được kiếp mỏ thôi. Nhưng mà bây giờ trước tiên phải làm sao đây? Nó chạy rất nhanh, nó to nữa. Tôi không thể nào mà có thể chạy thoát khỏi nó được. À đúng rồi, lúc nãy tôi nhặt được bộ dao găm. À tôi còn nhớ theo cái cách mà người đàn ông già kia cầm cái dao nữa. Hay là tôi sẽ sử dụng bộ dao găm đó để tiêu diệt nó. Đúng như những gì trò chơi đã sắp đặt cho tôi. Trời đất ơi, tôi có thể sử dụng được dao, thậm chí tôi còn có thể phóng nữa. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, kiểu này tôi là một con chuột ở Bình Dương chứ đâu phải là một con chuột cống bình thường đâu. Con chó liên tục la hét khi bị tôi phóng dao găm vào người của nó. Xem tới đây, các bạn nào yêu chó đừng có chửi tôi tại sao độc ác nha. Tại vì con khứa chó kia nó cắn tôi trước, tôi van xin nó mà nó lại nhai đầu của tôi, nên bắt buộc tôi phải chống trả mà thôi. Sau khi ăn toàn bộ dao găm vào người thì cuối cùng con chó này cũng đã được xài tiền âm phủ các bạn à. À, lúc này thì cái thanh thức ăn của tôi là phải cần ăn một loại thịt. Để tôi thử ăn thịt con chó này, coi cái thanh thức ăn nó có nhảy lên hay không. Cái cảnh tượng này vô cùng kinh dị, phải 40 cộng trở lên mới xem được, nên chúng ta sẽ làm mờ nó nhé. Thật bất ngờ hơn, một nửa thanh thức ăn của tôi còn lại nó cũng đã bắt đầu nhảy lên cao. Và cuối cùng toàn bộ thanh thức ăn đã đầy, lại có một sự biến đổi nữa. Wow, cái gì đây? Người của tôi, trời đất ơi, sao nhìn lực lưỡng thế này? Một con chuột cơ bắp, một con chuột vô cùng uy lực, đã vậy còn đen hôi nữa chứ. Như vậy thì chắc chắn mấy con chuột cái kiểu sẽ rụng trứng vì tôi hết cho mà xem. Được rồi, chúng ta lại tiếp tục bắt đầu chuyến hành trình phiêu lưu nào. Hả? Đằng này có một cây súng mà. Để tôi thử nhặt lên coi có được hay không. Ui, được luôn các bạn à. Nhưng khoan, các bạn nhìn về tới trái đi. Cái thanh thức ăn của tôi là phải cần ăn một thứ thịt. Nhưng thứ thịt này kinh dị quá. Không lẽ là thịt người? Tôi cảm thấy cái trò chơi lần này nó hơi kinh dị rồi đó nha. Các bạn đợi tôi một tí, tôi đi thay cái quần đã. Nãy giờ ướt hết cái quần rồi. Thì lúc này tôi không hiểu trò chơi này muốn tôi sẽ làm gì tiếp theo nữa. Tôi lại tiếp tục đi thẳng thì phát hiện một người phụ nữ đang la hét. Bà ta đang cầu cứu bởi vì một tên cướp đã giết chồng bà ta và cướp đi vàng bạc cũng như chiếc xe yêu quý của bà ta. Bỏ qua cái thanh thức ăn ép buộc tôi phải ăn một thứ thịt kinh dị thì tôi nhìn thấy bà này rất là tội. Được rồi, trước khi xảy ra cái chuyện kinh hoàng nào đó thì tôi bắt buộc phải giúp bà ta trước đã. Nhưng không biết tên cướp bây giờ hắn đang chạy đi đâu nữa. Hả? Đằng này có chiếc xe đạp. Để tôi thử nhảy lên coi tôi có thể lái được xe đạp hay không. Bởi vì có xe thì mới đuổi được cái xe máy, chứ mà chạy bộ không biết khi nào mới bắt được tên cướp đó nữa. Sau đó thì tôi cũng nhanh chóng nhảy lên yên của chiếc xe đạp màu đỏ này. Ôi trời đất ơi, tôi có thể chạy được xe đạp. Hay quá. Kiểu này chắc chắn tôi sẽ được thêm tên của mình vào danh sách kỷ lục Guinness độc lạ Bình Dương cho mà xem. Quay trở lại cuộc truy đuổi săn bắt cướp thì lúc này chưa chạy được bao xa, đột nhiên tên cướp quay trở lại, dường như muốn khiêu khích, muốn chống đối tôi các bạn à. Hắn còn nói tôi xen vào chuyện của người ta làm gì, bảo tôi là thứ lanh chanh, sẽ cho tôi một bài học. Ôi trời đất ơi, hắn còn có súng nữa kìa, hắn bắn vào người của tôi. Bình tĩnh nào, để tôi rút trái ớt của mình ra. À không, trái ớt của tôi là để bắn mấy con chuột cái thôi. Còn để bắn tên cướp này, tôi phải rút cây súng mà hồi nãy tôi nhặt được ra. Nhưng có vẻ như rất khó khăn, vừa chạy xe đạp rất rung, khiến tôi không thể nào nhắm vào người hắn mà bắn được. Chết tiệt, phải bình tĩnh, tôi phải dụ hắn xuống dưới dốc, nơi đây mặt đường êm đềm, thì tôi mới có thể nhắm chính xác được. Cuộc đấu súng của tôi và hắn vô cùng quyết liệt. Được khoảng 15 phút, thì lúc này hắn rồ ga bỏ chạy và vô tình bị lạc tay lái các bạn à. Hắn đâm vào tường của một tòa nhà và té sấp mặt. Chụp lấy cơ hội này, tôi dùng xe đạp của mình đạp thật nhanh và thông vào mông của hắn. Kết quả thì cái bàn tọa của hắn bị vỡ tan tành và hắn cũng đã ngẫm cù tèo. Hả?
đúng rồi ha. Cái thanh thức ăn của tôi bắt tôi phải ăn một thứ thịt kinh dị. Bây giờ thịt của cái tên khốn kiếp này, hắn chết cũng đáng lắm. Vậy thì tôi sẽ nhân cơ hội này và ăn luôn thứ thịt của hắn. Ôi trời đất ơi, cái gì đây? Người của tôi có vẻ như to lên gấp đôi. Tôi còn mọc thêm một chiếc đuôi nữa. Người của tôi lõ lét tùm lum à. Ông lẽ tôi biến thành một con quái vật chuột rồi hay sao? À không, phải gọi là chuột thành tinh mới đúng. Ồ, nhưng phía xa kia tôi nghe thấy có tiếng gì đó giống như tiếng còi cảnh sát. Không lẽ con người đã phát hiện ra tôi là một con chuột không bình thường, định bắt tôi về trung tâm độc lạ Bình Dương hay sao? Ủa, những tin này sao giống như nhà khoa học quá vậy? À, bọn chúng đang bắn tôi. Không lẽ bọn chúng đã phát hiện ra sự kỳ lạ trong người của tôi, định bắt tôi về nghiên cứu hay sao? Không hay rồi, không hay rồi, phải chạy thôi. Tôi không muốn trở thành sản phẩm nghiên cứu của bọn chúng đâu. Tôi còn chưa biết mùi chuột cái là thơm hay thối mà. Tôi không muốn chết đâu. Tôi cũng vùng vẫy và nhảy lên cao, sau đó là chạy thật nhanh, đâm đầu chạy mái. Tạm thời tôi thoát được khỏi sự truy lùng của bọn chúng. Lúc này tôi lại tới được một khu vực thành phố khác. Nhìn kia, có một cái cửa hàng rất lớn, trên đó ghi chữ tiếng Anh là Gin. Mặc dù anh văn tôi rất dốt, học mười mấy năm rồi mà chưa có thể nói chuyện với người Việt nữa, huống chi nói với người nước ngoài. Nhưng tôi biết chắc chắn bên trong này sẽ chứa rất là nhiều loại vũ khí. Được rồi, nhanh chóng vào trong đó tìm một vài khẩu súng để hộ thân nào. Nhưng khi vào bên trong, tôi tới gian hàng bán súng thì dường như ở đây đòi hỏi tôi phải có tiền mới mua được. Vậy thì bằng cùng xin đạo tặc các bạn à, bọn chúng không bán cho tôi thì tôi sẽ chôm hết hàng của bọn chúng luôn. Kìa, nguyên một cái kho vũ khí luôn. Tôi sẽ lấy hết tất cả. Giờ thì súng gì tôi cũng có, ngay cả súng để bắn cho chuột cái có bầu tôi cũng có luôn. Đến lúc rồi, ra ngoài nào, tiêu diệt lại những kẻ định sát hại tôi, định bắt tôi. Lúc này các bạn có thể nhìn bên phía tay trái, cái thanh thức ăn của tôi yêu cầu tôi phải giết 20 tên con người. Và chắc chắn 20 tên đó là 20 tên nhà khoa học định bắt tôi về nghiên cứu rồi. Vậy thì nhân cơ hội này tôi sẽ tàn sát hết bọn chúng, vừa bảo vệ tôi mà vừa hoàn thành được nhiệm vụ, đồng thời cũng tiêu diệt những kẻ xấu xa này. Được rồi, tôi sẽ rút những cái khẩu súng hạng nặng trong người của mình và xả vào bọn chúng. Còn bên phía của lũ nhà khoa học đó, bọn chúng đang cầm những cái khẩu súng gây mê các bạn à, bắn liên tục vào người của tôi. Ôi trời đất ơi, tôi nhảy qua trái, nhảy qua phải, nhảy lên trên, nhảy xuống dưới. Hên quá, bọn chúng bắn không trúng. Và ngược lại, bọn chúng bị tôi bắn cho tè tua. 1 hour later. Đối từ súng đại bác sang súng liên thanh, rồi đến súng nòng to, và cuối cùng súng xung kích. Tôi cũng đã tiêu diệt sạch sẽ hết lũ nhà khoa học điên rồ này. Và cuối cùng tôi đã đủ số lượng và hoàn thành được thanh thức ăn cuối cùng. Lúc này có vẻ như chẳng còn sự biến đổi nào cả, mà cũng đã kết thúc trò chơi. Đủ 24 giờ và hoàn thành thử thách. Sau đó thì khung cảnh cũng đã quay sang chú chuột mà tôi hóa thân nhanh chóng quay trở lại hang ổ của mình. Vâng, đến đây là toàn bộ nội dung giải trí của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.